chào tất cả các bạn. Tôi là Vũ Đình Hoan, chủ của thương hiệu Vinmark. Rất vui quay lại với các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Vào video tiếp theo ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ và trao đổi với anh em đó là các bài tập về cẳng tay hiệu quả nhất. Tôi tin chắc rằng là tất cả anh em đều mong muốn có một phần cẳng tay là to, là rõ, sắc nét. Bởi vì sao? Cẳng tay nó chính là một cái sự thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính và cũng là một cái nhóm cơ mà thể hiện sự rèn luyện của anh em qua năm tháng. Rất nhiều người có thể tay trước, tay sau rất to, ngực, vai hay là toàn thân các nhóm cơ rất to, nhưng mà bắp tay rất nhỏ và cẳng tay rất nhỏ. Đấy, và tin chắc rằng là cái chủ đề mà tập cẳng tay làm sao cho hiệu quả nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất được rất nhiều anh em quan tâm, và tôi cũng nhận được nhiều lời đề nghị làm video này. Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh em làm sao để giúp cho mình có một cẳng tay mặt trước và mặt sau thật là to, thật là cắt nét và ra như thế này. Ok, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng bài tập của tôi luôn nhé. Bài đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với anh em đó là bài cầm tạ đơn gõ búa. Ok. Ở bài này thì tác động chính của nó vào phần cẳng tay trước. Đây, phần này. Và nó cũng ăn theo phần má tay bắp trên này. Nhưng mà chúng ta sẽ ăn phần này nhiều hơn. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Trong quá trình tập các bạn thả lỏng ngón tay cho tôi nhá. Thả lỏng ngón tay này, đừng có nắm chặt. Nếu mà nắm chặt các bạn dùng được ngón tay nhiều rồi. Tì củi trò và lườn phía trước này, làm trụ vững này. Lên thở, xuống hít. Thở, hít. Thở, hít. Thở, hít. Thở. Khi tập các bạn cảm nhận vùng này nhá. Thở, hít. Thở, hít toàn bộ vùng này. Cảm nhận. Đấy, các bạn có nhìn thấy chuyển động không ạ? Ok. Mức tạ thì các bạn có thể tùy theo khả năng của mình. Có thể là 5 cân bắt đầu bằng khoảng 2 cân, 3 cân, 5 cân, 10 cân. Nhưng các bạn phải nhớ rằng là các bạn phải kiểm soát được trọng lượng. Và khi tập các bạn phải biết rằng là nó đang vào phần này. Phần này của các bạn đang được chuyển động nhiều nhất. Mỗi một tay sẽ làm lần lượt, tôi thường làm 12 cái một lần. Đổi tay liên tục 12 cái một lần. Và ở bài này thì tôi thường làm là 5 hiệp, mỗi hiệp 12 cái, mỗi tay như thế. Bài thứ hai vào cẳng tay cũng cực kỳ hiệu quả. Mà cái bài này thì tôi thấy anh em tập không phổ biến lắm. Nghĩa là có thể là không nhiều người chỉ hoặc là không biết. Đó là bài cầm thanh đòn cuốn. Ok. Tôi sẽ làm mẫu nhá. Các bạn cầm thanh đòn, các bạn cứ cuốn như này. Thì các bạn có thấy cái phần cẳng tay của tôi không ạ? Đây này. Khi các bạn cuốn này, này. Khi các bạn cuốn, các bạn có thấy phần này nó chuyển động không? Đấy, rất nhiều đúng không ạ? Cái động tác rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả và tôi khẳng định là phải đến 90% vào đây luôn. Ví dụ như bài gõ búa thì nó còn vào ăn vào cả bắp trước, nhưng bài này thì gần như toàn bộ vào cẳng tay luôn. Đúng cái phần các bạn đang tập trung muốn rèn luyện. Tôi sẽ làm bóng cho các bạn xem nhé. Các bạn cuốn ngược lại cuốn xuôi. Đấy, cứ làm như này thôi. Làm như này các bạn có thể tính theo cái hoặc tính theo dây cũng được. Thường thì tôi vẫn tính là mỗi một tay làm 20 cái một lần. Khi nào quen rồi bắt đầu tôi nâng mức tạ lên. Làm ngược lại làm xuôi. Đấy, các bạn như này. Ok. Bài cẳng tay thứ ba. Bài này thì rất nhiều anh em tập, rất nhiều anh em biết rồi. Đó là bài cuốn tại chỗ cổ tay. Tác thì các bạn có thể tì vào ghế như này. Tì làm sao cho độ dài của nó càng trụ vững càng tốt. Sau đó các bạn lắc cổ tay, ngoái cổ tay lên xuống như này. Nó sẽ tác động này, toàn bộ phần mặt trước, toàn bộ phần cẳng tay mặt trước như này. Đây, các bạn thấy chuyển động rõ không ạ? Đấy, nó sẽ toàn bộ vùng này luôn. Ok, tôi sẽ làm mẫu. Ở bài này các bạn cũng làm theo cái thôi. Mỗi lượt có thể làm 20 cái xong lại đổi tay. Mức tạ bao nhiêu thì tùy thuộc khả năng của các bạn nhé. Các bạn thấy chuyển động không ạ?
làm càng chậm hiệu quả càng cao. Ok. Ở bài thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với anh em đó là bài tập cả tay dây cáp. Bài này tương tự với bạn tập tạ đơn thôi. Tuy nhiên thì cái việc kéo dây cáp nó sẽ chuyển động, nó sẽ khác đi một chút và nó cũng sẽ vào phần cạnh tay của bạn đằng mặt sau này nhiều hơn một chút nữa. Okay, bây giờ sẽ làm mẫu. Vẫn là một chút là tìm chỗ lườn này, bảo ngược, đứng thẳng người này, kéo lên thở, xuống hít. Khi kéo các bạn tay hướng ra ngoài một chút nhá, đừng trụ với nhau như này, hơi mở ngoài một chút này. Các bạn có nhìn phần cẳng tay của tôi chuyển động không? Cả mặt trước, cả mặt sau. Ok, bài thứ 5 sẽ là bài cuối cùng tôi chia sẻ cho phòng tập của tôi thôi. Bài 5 đó là bài cầm tạ bước, hoặc là cầm tạ đứng tại chỗ. Động tác thì cực kỳ đơn giản thôi, nó chả có cái gì cả. Duy nhất một cái là bạn xách tạ như này và các bạn cố nắm chặt tay. Duy nhất thế này thôi. Và nếu mà muốn rèn luyện thêm thì các bạn có thể cầm tạ để bước như này. Trong thời gian càng lâu càng tốt. Tôi thì thường tôi cứ làm như này trong khoảng 30 giây tôi lại nghỉ một lần, làm khoảng 5 lần. Thế thôi. Bài này là nó rèn cho cái phần cẳng tay của bạn này, cũng làm cũng được như này. Các bạn có thể quan sát thấy không? Đấy, nó rất là sâu rãnh đúng không? Mặt trước mặt sau toàn diện luôn. Trông thì đơn giản nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả và thể hiện được cái sức bền của các bạn đấy. Ok. Các bạn này ở bài này các bạn có thể làm 5 lần, 6 lần hay là nhiều hơn là tùy các bạn nhá, không cố định đâu. Vừa rồi là tôi đã chia sẻ với anh em 5 bài tập về cẳng tay mà tôi hay tập trong buổi tập để có một cái cẳng tay dày, săn chắc, cắt nét như thế này. Làm sao cho nó đồng điệu giữa phần cẳng tay, bắp tay và toàn bộ cơ thể của chúng ta. Cẳng tay luôn luôn thể hiện sự nam tính, chính như vậy là rất là mong những cái bài tập này sẽ giúp anh em cải thiện phần cẳng tay trong thời gian ngắn nhất, sớm nhất. Hy vọng video này sẽ có ích. Nếu mà thấy hay thì hãy like, share và comment và trao đổi cùng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.